Trong tập phát sóng tuần trước, quý khán giả đã được chứng kiến màn tranh tài đầy hấp dẫn của 12 nghệ sĩ ở 3 bảng trong phần thi nhóm. Và tập phát sóng tuần này sẽ là màn đối đầu trong phần thi đơn của các nghệ sĩ ở bảng C gồm có diễn viên Lâm Thắng, diễn viên Trà Ngọc, diễn viên Lâm Nguyễn và diễn viên Việt Trang. Liệu rằng ở phần thi đơn này, bốn nghệ sĩ vốn được biết đến với sự năng động, duyên dáng và hài hước sẽ có màn biến hóa như thế nào để có thể chứng minh được sự đa tài của mình ở cuộc thi năm nay? Đặc biệt với sự đầu tư hoành tráng về dàn dựng sân khấu, âm nhạc kết hợp với những câu chuyện đời gần gũi được thể hiện một cách khéo léo dí dỏm, nhưng cũng không kém phần sâu lắng khi mang đến những thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương và tình cảm gia đình. Mời quý khán giả đón xem tập 2 của chương trình Đánh thức đam mê được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 9 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.